rút ra kinh nghiệm là thường một cái đứng trước một cái bối cảnh chiến tranh mà ác liệt này nữa, thì những cái nước tiên tiến và những cái nhà lãnh đạo tiên tiến, việc đầu tiên là cho học tiếng bản địa, việc đầu tiên là cho học tiếng Việt, cho nên là những cái bài học đầu